Vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 31 chung cư cao cấp, nhói lòng cảnh người cha gục khóc trước thi thể con. Liên quan đến vụ bé trai khoảng 7 tuổi rơi từ tầng cao của tòa nhà chung cư thuộc khu đô thị cao cấp trên địa bàn Hà Nội, hiện công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Ghi nhận của phóng viên, sau khi phát hiện ra sự việc, thi thể bé trai đã được đưa lên xe cứu thương. Rất đông người dân sinh sống tại đây vẫn đang tập trung theo dõi vụ việc. Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, nhiều người dân sinh sống tại khu chung cư nghe thấy tiếng động lớn. Khi kiểm tra, nhiều người đau xót phát hiện bé trai đã nằm bất động tại khu vực bãi cỏ, được xác định đã tử vong. Được biết, tại thời điểm xảy ra sự việc, trong căn hộ có hai anh em. Sau khi người anh trai, khoảng 15 tuổi vừa ra ngoài, thì phát hiện em rơi từ ban công xuống đất và tử vong. Nhiều người không khỏi đau xót khi chứng kiến vụ việc, trong đó hình ảnh bố cháu bé gào khóc thất thần, ngồi gục đầu dưới sảnh chung cư khiến nhiều người không khỏi xót xa. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.